làm cái clip kỷ niệm mua cá mùa dịch Covid. Hai góc ngã ba đường Phan Bội Châu và Nguyễn Công Trứ nha quý vị nha. Chợ Xóm Lưới, thấy không? Nga Vũng Tàu, ngay chợ Xóm Lưới thấy ngon lành rồi. 150 một con cá đuối rất là bự về mình nấu lẩu. Nói nghe nè. Này là cá bóp nè Diệt Hương. Dạ. Này là này cá bóp nè. Này cá bóp nè. Nhiều ký. Bóp 200 em ơi. Đây là vườn Ngọc Mai nha các bạn. Mình mua cá của dì Mai cũng được 2 năm rồi. Sau luộc lên ăn đã lắm, chắc nhiều bắp. Đây là cái sủ nè, nấu canh chua ăn thô rồi luôn. Đây cái chim, cái chín gần 2 kg. Xem nó to chưa. Con này thì ký 6. Còn con này là cá khế, chưa biết nấu món gì. Bạn nào biết comment giúp mình nha. Tiếp tục là mấy chú mực. Chưa, từ rồi. Wow. 2 kg tôm, 270 kg. Đang ngát cá thu 3,7 kg, thiếu một cái đầu. Thôi kệ, mùa dịch giờ là ngon lắm rồi, biết sao giờ. Còn đây là 10 kg cá ngăn với cá bạc má. Cảm ơn anh em đã xem tới giờ phút này nha. Nếu thấy hay hãy like, share, comment, ủng hộ mình.